Đề nghị các em chú ý khi cô điểm danh chúng ta đứng dậy và giơ tay. Đợt bơi số 1 buổi chiều ngày 23 tháng 9. Nội dung chung kết 50m tự do nam trung học phổ thông. Đường bơi số 2 Nguyễn Minh Đức, thành phố Uông Bí. Đường bơi số 3 Nguyễn Tuân, thị xã Đông Triều. Đường bơi số 4 Nguyễn Thành Đạt, thị xã Quảng Yên. Đường bơi số 5 Ngô Bá Hưng, thị xã Quảng Yên. Đường bơi số 6 Nguyễn Hữu Tráng, thành phố Hạ Long. Đường bơi số 7 Vũ Anh Ninh, thành phố Cẩm Phả. Đường bơi số 8 Nguyễn Quốc Hùng, huyện Đầm Hà. Đường bơi số 9 Lương Mạnh Hùng, huyện Đầm Hà. Bà Phạm Thị Thanh Tâm, trưởng phòng giúp đào tạo thị xã Đông Triều, ủy viên ban tổ chức hội khỏe vận động tỉnh lên trao huy chương cho các em. Thì chúng ta nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng các vận động viên. Xin cảm ơn đại biểu. Trao thưởng giải nội dung 50m tự do nữ trung học phổ thông. Huy chương vàng em Vũ Thanh Ngân, thị xã Đông Triều. Huy chương bạc em Nguyễn. Thank you.
Lượt bơi thứ hai, nội dung chung kết 50m tự do nữ trung học phổ thông. Đường bơi số 2, Phùn Thị Kiều Anh, huyện Hải Hà. Đường bơi số 3, Ngô Hải Yến, thành phố Uông Bí. Đường bơi số 4, Hoàng Thị Yến Như, thành phố Uông Bí. Đường bơi số 5, Vũ Thanh Ngân, thị xã Đông Triều. Đường bơi số 6, Nguyễn Phan Thảo Nguyên, thành phố Hạ Long. Đường bơi số 7, Bùi Thị Hạnh, thị xã Quảng Yên. Đường bơi số 8, Nguyễn Thái Bảo Trâm, thành phố Hạ Long. Đường bơi số 9, Lê Thị Lan Anh, thị xã Đông Triều. Chuẩn bị. Nguyễn Phan Thảo Nguyên, thành phố Hạ Long. Huy chương đồng, em Bùi Thị Hạnh, thị xã Quảng Yên. Ban tổ chức xin mời ông Phạm Thái Sơn, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên ban tổ chức lên trao huy chương cho các em học sinh. Đại diện ta chúc mừng các vận động viên. Xin cảm ơn đại biểu. Nội dung trao huy chương 50m tự do nam lứa tuổi 14-15. Huy chương vàng em Tạ Quý An, thành phố Hạ Long. Huy chương bạc em Trần Mạnh Luân, thị xã Quảng Yên. Huy chương đồng em Nguyễn Việt Dũng, thị